Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ái Hiền. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay, là ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019. Và thưa quý vị, nghe sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Nổ lớn phá hủy nhiều ngôi nhà ở thành phố Antwerp của Bỉ. Quân đội Brazil đến thị trấn Amazon hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng. Nga phạt tù blogger viết bài trên Twitter, đồng thời truy tố các nhà phê bình Điện Cẩm Linh. Hơn 2 triệu người ở vùng duyên hải miền đông Hoa Kỳ phải di tản vì bão Dorian. Cư dân Georgia di tản trước khi bão Dorian vào bờ. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới, mở đầu bản tin với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết đã có nổ lớn phá hủy nhiều ngôi nhà ở thành phố Antwerp của Bỉ. Cơ quan giải quyết tình trạng khẩn cấp cho biết một vụ nổ đã phá hủy 3 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố cảng Antwerp của Bỉ vào thứ Ba ngày 4 tháng 9. Các nhân viên cứu nạn đã giải cứu 3 người trong đống đổ nát. Một trong số này đã bị thương. Sở cứu hỏa của thành phố cho biết họ đang tìm kiếm người thứ tư được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hiện thì vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ ở vùng ngoại ô phía nam Antwerp này. Trong một diễn biến khác cùng ngày, một đoàn xe quân sự gồm thiết giáp của quân đồng minh từ Thế chiến thứ hai đã vào thành phố Brussels nhân dịp giới chức trách kỷ niệm 75 năm thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Các quan chức thành phố đã tham dự buổi diễn hành. Họ đã khởi hành từ thị trấn Heller hẻo lánh cùng với 20 thiết bị quân sự hiện đại của quân đội quốc gia. Quân đội Brazil đến thị trấn Amazon hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng. Trong những ngày gần đây, các nhân viên quân sự Brazil đã đến một thị trấn nhỏ thuộc khu rừng rậm Amazon để hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng đang tàn phá khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Xe hơi quân sự đã hiện diện trên đường phố và quân đội đã dỡ các thiết bị chữa cháy đến thị trấn Apuí. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8, chỉ huy quân sự của Brazil cho biết quốc gia này có khoảng 44.000 binh sĩ đồn trú ở khu vực phía bắc Amazon có thể hỗ trợ tiến trình dập lửa. Hàng chục ngàn vụ cháy rừng đã được ghi nhận tại Amazon trong mùa khô hạn năm nay và là năm có nhiều vụ cháy rừng nhất trong một thập niên qua tại Brazil. Trong khi đó, Tổng thống thuộc phe cực hữu của Brazil, Jair Bolsonaro, đã tuyên bố rằng rừng cần phải được khai thác và lãnh địa của người da đỏ phải giảm đáng kể, khiến cho các chuyên gia môi trường nổi giận vì đây là nguyên nhân gây ra đám cháy rừng. Nga đã phạt tù blogger viết bài trên Twitter và đồng thời truy tố các nhà phê bình Điện Cẩm Linh từng tham gia vào những cuộc biểu tình. Một tòa án ở Nga đã kết án một blogger 5 năm tù vì tội kích động bạo lực và buộc tội hai nhà phê bình Điện Cẩm Linh đã tổ chức cuộc biểu tình bất hợp pháp gây rối loạn trật tự quốc gia. Vụ kiện diễn ra sau phong trào biểu tình của phe đối lập yêu cầu giới chức trách tổ chức bầu cử tự do vào ngày 8 tháng 9. Phong trào phản kháng này từng gia tăng lên mức đỉnh điểm ở Nga trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013. Cảnh sát đã tạm giam hơn 2.000 người tại nhiều cuộc biểu tình khác nhau kể từ giữa tháng 7, mở các vụ án hình sự đối với hàng chục người vì tội gây bất ổn và tuyên án tù trong thời gian ngắn đối với các nhà hoạt động trong vùng. Có tới 60.000 người đã tham dự cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 8 tại Moscow, nơi mà một nhóm giám sát gọi là cuộc biểu tình chính trị lớn nhất tại Nga trong vòng 8 năm qua. Một tòa án khác ngày 3 tháng 9 cũng đã kết án một người đàn ông 3 năm tù về tội tấn công một cảnh sát viên trong cuộc biểu tình ở Moscow. Tiếp nối dòng tin cho biết Hoa Kỳ, Pháp, Anh Quốc có thể là những quốc gia gây ra các tội ác chiến tranh tại Yemen. Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Ba ngày 3 tháng 9 cho biết cả hai bên tham chiến trong cuộc xung đột tại Yemen phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền trong bối cảnh cuộc nội chiến ở quốc gia Bắc Phi này đã chính thức bước qua năm thứ năm. Một báo cáo mới nhất của các chuyên gia cho biết Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp có thể đang châm ngòi cho các tội ác chiến tranh tại Yemen bằng cách cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu. Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc đã biên soạn một danh sách bao gồm tên tuổi của các nghi phạm vi phạm tội ác chiến tranh quốc tế, vốn được lọc ra từ báo cáo mới nhất về cuộc xung đột kéo dài gần nửa thập niên qua.
Các nhà điều tra cũng nhắc tới vai trò của các quốc gia phương Tây khi họ là người ủng hộ chính cho các quốc gia Ả Rập, trong khi Iran đóng vai trò hỗ trợ cho phe nổi dậy Houthi. Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Afghanistan và đóng cửa các căn cứ. Nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ Jaume Khalilzad vào ngày 3 tháng 9 cho biết Hoa Kỳ sẽ rút gần 5.000 binh sĩ ra khỏi Afghanistan và đóng cửa 5 căn cứ quân sự trong vòng 135 ngày theo một thỏa thuận hòa bình với Taliban. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tolo News, ông Khalilzad cho biết thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng đàm phán với các đại diện từ phong trào nổi dậy Taliban. Tuy nhiên, vẫn phải được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chấp nhận trước khi có thể đặt bút ký kết. Để đổi lấy việc rút quân theo lịch trình, Taliban sẽ cam kết bảo vệ Afghanistan ra khỏi sự dòm ngó của các nhóm chiến binh như Al-Qaeda hoặc phe ISIS, cũng như không để các nhóm này tới chiếm đóng căn cứ hay trụ sở của chính quyền trong thời gian sắp tới đây. Nhiều mối lo ngại vẫn đang tồn tại giữa các quan chức và công dân Afghanistan về cuộc rút quân của Hoa Kỳ, vì quốc gia này có thể rơi vào cuộc nội chiến mới cũng như đánh dấu sự trỗi dậy của phe Taliban. Tàu chở dầu của Iran Adrian Daya 1 tắt đèn gần hải phận Syria. Tàu chở dầu của Iran Adrian Daya 1 vốn được mệnh danh là trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Tehran và các cường quốc phương Tây dường như đã tắt tín hiệu ở phía Tây Địa Trung Hải thuộc hải phận Syria vào ngày 3 tháng 9. Tàu chở dầu thô của Iran đã gửi tín hiệu cuối cùng vào lúc 3 giờ 53 phút chiều theo giờ quốc tế. Con tàu này trước đây có tên là Rizwan đã bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ ngoài khơi Gibraltar vào ngày 4 tháng 7 vừa qua vì bị nghi ngờ đang trên đường chở dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu và Liên Hiệp Quốc. Hai tuần sau đó, để trả đũa, Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh quốc tại eo biển Hormuz dẫn vào Vịnh Ba Tư. Gibraltar đã thả tàu của Iran vào ngày 15 tháng 8 sau khi nhận được sự cam kết từ phía Tehran rằng con tàu sẽ không chuyển giao 2.1 triệu thùng dầu cho Syria. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa tàu chở dầu vào danh sách đen vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết 4 người bị thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy của công ty dầu hỏa thiên nhiên Ấn Độ. Một quan chức cảnh sát địa phương và một nguồn tin của công ty cho biết 4 người đã bị thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy chế biến dầu hỏa ở ngoại ô Mumbai do công ty năng lượng tự nhiên Ấn Độ ONGC điều hành. Đại diện của nơi này hiện vẫn đang từ chối bình luận về vụ việc nhưng cho biết trên Twitter rằng vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm thứ ba tại khu vực nhà máy Uran ở phía tây tiểu bang Maharashtra. Giới chức trách hiện đang cố gắng bảo đảm nguồn cung cấp nhiên liệu cho các gia đình dân cư trên toàn quốc, nhưng cảnh báo một số trạm nhiên liệu tự nhiên trên khắp Mumbai có thể không hoạt động cho đến khi nguồn cung cấp xăng dầu từ Iran được phục hồi. Nguyên nhân gây ra đám cháy đang được giới chức trách tiến hành điều tra. Và vừa rồi là phần tin thế giới cũng như là Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.